Chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya, truyện ngắn Hậu Thiên Đường, tác giả Nguyễn Thị Thu Huệ. Tôi cứ tưởng là mình đã quên mọi chuyện từ lâu. Bỗng dưng chiều nay tất cả đều ùa về, đầy áp ứ, như thể có ai đó đã thu gọn mọi thứ vào một cái bao tải to tướng, buộc chặt nút lại, và nay đem mở hòa ra trước tôi, vẫn đầy đủ nguyên vẹn. Khi tôi chợt hiểu ra, ở đời mọi sự đều có thể xảy ra như thế cả, thì cũng đã quá muộn rồi. Tuổi già sầm sập chạy đuổi sau lưng, tôi thì quyết giở trò ố tim với nó bằng cách làm sao chạy trốn được nó càng lâu dài càng tốt. Hôm nay sinh nhật con gái tôi, nó tròn 16 tuổi. Mặt con gái tôi giống người bố của nó. Nó không bao giờ biết được điều đó, vì khi nó hiện hữu trên đời này thì người thực sự là bố đẻ của nó đã ở một nơi xa tít xa thấp. Bây giờ khi tôi 40 tuổi, chợt thấy tại sao lâu nay mình để tuổi thơ của con trôi qua trong nỗi buồn của sự cô đơn và hứng chịu nỗi cay đắng của một người đàn bà bị phụ bạc. Bỗng nhiên, lâu lắm rồi tôi mới lại thấy tội nghiệp nó. Ngày xưa, đã một lần tôi thấy tội nghiệp nó khi nó chạy ra đón tôi khi đi học về. Nó với tay đỡ lấy bó hoa của tôi và ngã lăn xuống cầu thang. Máu trên đầu nó loang xuống mặt. Nó không khóc, chỉ mím môi lại và nói: "Không sao đâu mẹ ơi, con không đau đâu. Mẹ về rồi, con mừng quá." Tôi đỡ nó dậy và nói: "Thì đã bao giờ mẹ không về đâu, chỉ có sớm hay muộn thôi." Nó hơi cố gượng cười. Dù sao tôi biết lúc ấy nó rất đau. "Mẹ về sớm, hôm nay là sinh nhật con, mẹ mua hoa cho con sung sướng quá nên chạy ra đón." Tôi cay đắng nhận ra là con nói với tôi bằng tất cả tình cảm và sự mong chờ tình yêu của tôi đối với nó. Còn tôi, lúc ấy tôi không hề nhớ rằng ngày hôm nay là sinh nhật nó. Bó hoa ấy cắm ở hội nghị. Tan cuộc họp, 2-3 người đàn ông loe xoe lôi nó ra khỏi những cái lọ và kính cẩn tặng cho tôi. Họ rất biết kết hợp những nhu cầu của bản thân và hoàn cảnh khách quan bên ngoài, làm sao vừa được lòng những người đàn bà như tôi. Và họ thì chẳng mất gì cả, chỉ có con tôi là khổ thôi, cũng như cái sự sinh nó ra trên đời này. Ngày ấy, khi sung sướng, chúng tôi chỉ nghĩ đến mình, nhưng khi đau khổ, tôi lại mang nó ra mà so, mà ngắm, và nhìn nó như một chướng ngại vật cản trở tôi trên bước đường đời. Nó chẳng có tội gì. Nó là sản phẩm của nỗi đam mê. Ai sướng, ai hạnh phúc, nó không biết. Chỉ được biết và được hưởng sự cô đơn, nỗi dằn vặt mà thôi. Tôi cho con gái 100.000 để làm sinh nhật. Mặt nó đờ dài đi vì sung sướng trước một hành động đẹp và hiếm hoi của tôi. Tôi nuôi nó tương đối đầy đủ, nhưng không mấy khi chăm sóc. Mà con gái lớn thì thích được chăm sóc. Khi ở nhà thì bố mẹ, khi lớn lên thì người yêu, và sau đó là chồng. Nó nói: "Con sẽ mua được những gì mà con thích phải không mẹ?" Tôi gật đầu: "Phải, con muốn mua gì thì tùy ý con. Chỉ có điều không nên làm ầm ĩ, mẹ không thích những gì lộn xộn." Giọng nó run run: "Vâng, tuyệt lắm mẹ ơi. Chúng con sẽ lên Tây Hồ, thuê thuyền bơi và liên hoan luôn ở đó." Tôi ậm ừ vì thấy con vui. Lâu lắm rồi nó mới cởi mở với tôi như vậy. Thật ra tôi và nó ít khi gặp nhau. Tôi đi làm, nó đi học. Buổi chiều thỉnh thoảng tôi ăn cơm với nó. Buổi tối tôi thường vắng nhà. Nó có một khuôn mặt đợi chờ. Nó hay nhìn tôi bằng cái vẻ mặt đợi chờ đó. Nếu tôi lạnh lùng thì nó lảng đi. Tôi vui vẻ và tỏ ý muốn gần nó. Cái vẻ mặt ấy thoát biến đi thay vào khuôn mặt tràn trề hạnh phúc. Bao nhiêu năm tôi luôn nhìn nó để tỉnh táo hơn trước đàn ông và mọi cạm bẫy. Bỗng dưng hôm nay mọi sự đó tan biến trong tôi. Con gái tôi lớn quá rồi. Sao lâu nay tôi không biết rằng nó đã phát triển lên rất nhiều. Khuôn mặt nó đã đầy đặn, loãng thoáng có cái trứng cá. Mặt nó vẫn còn trong sáng lắm. Nó đang loay hoay thay cái áo này mặc cái quần kia, hồi hộp như cô dâu sắp về nhà chồng. hôm nay mẹ có đi nhảy không? Nó hỏi. Không, mẹ mệt mỏi rồi con ạ. Tôi thở dài. Chợt thấy chán ngắt mọi chuyện. Nhạc giật dìu, những ngọn đèn mờ ảo và ngào ngạt trăm nghìn loại nước hoa. Hình như nó không làm cho tôi đam mê nữa. Thật ra cũng nhờ đó mà tôi bớt đi những ngày đau khổ của tôi. Tôi luôn luôn ở ngoan ngoãn trong tay hết những người đàn ông này đến những người đàn ông khác, nhưng của ai cụ thể thì không. Tôi nhìn tôi trong gương, khuôn mặt đàn bà sang tuổi 40, mí mắt bắt đầu sụp xuống. Biết là mình vẫn còn đẹp nhưng cũng bắt đầu nhầu nát rồi. Con gái chào, con đi chơi mẹ nhé. Tôi gật đầu, chúc con vui. Hai chân nó ríu vào nhau vì quần áo là lượt. Nó đánh tí son môi và ít cuồng xanh ở mắt. Hình như nó phải chui vào đâu đó để làm cái việc này vì tôi chưa cho phép. Cánh cửa đóng sập lại, tôi nằm ngả ra giường. Đáng ngắt thế nào nhỉ? 40 tuổi tôi đã có cái gì cho mình? Tiền tài thì vớ vẩn, chỉ đủ ăn và sống một cuộc sống đạm bạc. Một vài cái váy, áo để đi dạo hội và nhảy đầm. Công việc diễn ra đều đều và nỗi nghi ngờ về đàn ông. Dù thiếu họ, nhiều khi cuộc sống của tôi lắm lúc gay go. Có những lúc kẻ yêu tôi thật thì tôi không ngửi được họ. Còn một vài người tôi yêu họ thì họ chỉ xuê xoa chơi với tôi. Biết làm sao được, con cá trượt thường là con cá to, không có cái gì trong tay mình là nhất cả. Bỗng dưng tôi sập người xuống, một nỗi trống trải hoang vắng khủng khiếp. Mỗi tối khi ông A, ông B đưa tôi về, con gái ra mở cửa và đỡ lấy chiếc xe cho tôi, vác qua phòng khách. Nó lau bóng loáng để cất vào bếp. Rồi nó pha cho tôi một chậu nước ấm ấm và đưa hộp sữa rửa mặt cho tôi, rửa sạch những thứ tôi bôi lên mặt. Rồi hai mẹ con tôi đi ngủ. Thỉnh thoảng có đêm tôi ôm con gái, bàn tay sụp vào gáy nó, đến khi lùa tay vào mớ tóc dài và dày của nó mới chợt thảng thốt tỉnh ra. Đấy là con gái mình chứ không phải người đàn ông hồi tối. Lâu lắm rồi, tối nay tôi là người ở nhà, còn con gái tôi thì đi chơi. Người bạn nhảy của tôi cũng không đến. Anh ấy là người luôn rạch ròi mọi chuyện. Vợ con anh ấy là một cái lô cốt chắc chắn mà hàng ngày, hàng giờ anh ta vẫn cần mẫn nhặt nhạnh tí vôi, tí xi măng, xây xây, chát chát. Và cái lô cốt của anh ấy càng ngày càng to béo, vững chắc. Thi thoảng, để xả hơi và để nạp nhiên liệu cho công việc xây dựng của mình, anh đi nhảy đầm. Rất ga lăng với phụ nữ và lúc nào cũng mang một vẻ mặt thành kính, tác phong, giống như thể anh đang gồ gồ, hệt như con chim câu, tha những cọng rơm đi dệt tổ ấm. Chỉ thiếu con chim cái mà thôi. Có những lúc tôi bỗng thấy cần anh ta một cách ghê gớm. Tôi đạp xe đến cổng nhà anh ta và nhìn vào. Anh đang ăn cơm, xúc cho con một thìa, gắp cho vợ một miếng, say sưa và sung sướng. Như thể họ là tất cả của cuộc đời anh, không như anh phàn nàn với tôi. Anh hỏi tôi, đố em, con gì ăn lắm nói nhiều, chóng già lâu chết? Tôi nghĩ mãi không ra và lắc đầu chỉ thua. Anh nói, đấy là con vợ. Rồi thỉnh thoảng tôi có việc cần gặp anh buổi tối. Tôi nhờ trẻ con gọi và đợi anh ở đầu đường. Một lúc anh hiện ra, chiếc quần đùi vải lòng thõng. Anh cởi trần, lê đôi dép rách và tay xách một thùng rác. Chớp nhoáng vài câu và anh quẩy quả bước về, sau khi đã hoàn tất một trong nhiều nghĩa vụ với gia đình. Tôi lại bàn học của con gái. Nét chữ nó tròn xoe, nắn nót và hàng lối rất nghiêm chỉnh. Con người nó chắc cũng như dòng chữ nó viết, một là một, hai là hai, chứ không 2 + 2 bằng 5 như tôi. Nó đã yêu hay ghét chỉ là thế, chứ không bao giờ thay đổi. Một quyển sổ con ở góc bàn, ngoài bìa là mấy câu thơ, sổ nhật ký. Hóa ra con gái lớn hơn tôi tưởng rất nhiều. Trong sổ nó ghi lung tung nhiều chuyện, chẳng đâu vào với đâu. Cãi nhau với đứa này, khen đứa kia có đôi dép đẹp. Nó ước như cái còn con vật mãnh. Ngày hôm đang ngồi trong lớp đợi mưa tạnh, chợt thấy cuối đường có một chị che cái ô đỏ, đẹp thế không biết. Trong mưa màu đỏ là màu đẹp nhất, giá mình có một chiếc nhỉ. Ngày tháng Có một người đàn ông cởi trần, mặc quần đùi, đang mang một chậu tã lót đầy phân ra máy nước giặt. Mình thấy kinh kinh, thế mà ông ta vừa giặt vừa cười một mình. Lắm lúc môi nhọn ra như trêu ai, lại huýt sáo nữa. Chắc ông ta yêu vợ con lắm. Ngày, tháng, sao mẹ hay về khuya thế? Mình mà như mẹ, mình sẽ lấy chồng, chọn người nào hiền lành và hơi ngu ngu một tí để lấy, mà không cần đi làm nhà nước. Chỉ cần biết một nghề gia công nào đó, mẹ sẽ sướng hơn là ở thế này. Mình thích những người thông minh, nhưng ở với họ thì sợ lắm. Những buổi chiều chủ nhật, vợ chồng người ta đi chơi, mẹ thì ở nhà, còn đi chơi như mẹ, mình chẳng thích. Ngày, tháng, anh Tê ở trường bên cạnh là giáo viên sang dạy hộ văn nghệ, thể dục cho lớp mình. Hôm qua rủ mình đi xem phim. Mình cũng muốn đi, nhưng chưa xin phép mẹ. Hai người đi, nhớ hai con mèo ở nhà nó chạy mất thì sao? Nó chưa quen nhà má. Mình thích anh ấy vì mắt anh ấy rất đẹp. Mặt thì lúc nào cũng buồn buồn, như ngẫm nghĩ một điều gì. Những người đàn ông mặt lúc nào cũng hớn hớn lên, mình cũng thích, nhưng lại ngại. Họ hớn hở với mọi người như với mình, tin làm sao được. Không biết từ bao giờ mình có thói quen cứ gặp anh ấy thì cả ngày mình vui lắm. Hôm nào không nhìn thấy anh ấy, mình cứ thấy nó vắng vắng thế nào ấy. Tôi thẫn người, lâu nay tôi cứ trượt trên những cái dốc nào. Sao không bao giờ tôi hỏi đến cuộc sống nội tâm của con bé? Lâu lắm rồi, hình như tôi chưa dừng lại ngoảnh về đằng sau để xem, chỉ tiến thôi. Tôi lại đọc tiếp. Ngày, tháng. Tự nhiên hôm qua, anh ấy đi ngang qua lớp mình, vẫy mình ra rồi nói: triệu người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa. Mình nóng bừng cả mặt. Anh ấy bỏ đi, mặt buồn rũ rượi. Cả ngày chẳng vào đầu mình được một chữ nào. Ngày, tháng, con Cúc xoe thì thầm: tao hôn rồi đấy. Mình hỏi nó thế nào, con Cúc nó bảo: lúc ấy tao cảm giác như rơi tõm xuống ao chỉ nghỉm đi. Vừa nói nó vừa nhắm nghiền mắt lại, xuôi hai tay ra và lăn huỵch xuống sàn nhà. Rồi nó lại vùng phắt dậy, mắt tít lên: hôn hay lắm mày ạ, thử đi, không chết đâu mà sợ, chỉ sợ rồi nghiền thôi, thử đi. Mình cười gạo: thử thì thử với ai, tự nhiên đang yên đang lành bỗng đè người ta ra mà bảo: ông làm ơn cho tôi hôn thử ông một cái xem hôn nó như thế nào. Họ lại chả tát vào mặt tao ấy chứ, họ bảo rằng hôn nó như thế đấy. Rồi mình và con Cúc cười lăn ra. Kể ra nếu biết hôn nó như thế nào thì cũng hay. Trời ơi, con tôi nó lớn thật rồi. Sao đến bây giờ tôi mới biết điều đó? Những người đàn ông đi qua đời tôi như thế, bất chợt họ gặp cơn mưa rào, mà họ thì không mang vải nhựa để che. Tôi là một cái hiên rộng để họ chạy vào đó, yên tâm tưng tửng cho qua cơn mưa rồi lại về nhà. Hóa ra lâu nay tôi đi đường tôi, còn con gái tôi tự tìm đường mà đi. Liệu nó còn đi lại con đường của tôi không? Tôi lại đọc tiếp. Ngày, tháng. Mình nhớ anh ấy quá. 2 ngày rồi không thấy anh ấy đâu. Hay anh ấy ốm rồi? Đi học về mình cứ thấy ngơ ngác như thế nào ấy. Bỗng anh ấy hiện ra đầu đường: bé con, mấy ngày vừa rồi anh phải có phi vụ làm ăn, nhớ em quá, phải đón em tại đây. Ôi giời ơi, sao mà sung sướng thế. Mình yêu anh ấy mất rồi. Lúc ấy mình không còn thấy cái gì ở trên đời này là quan trọng bằng anh ấy. Thế là mình và anh ấy đi chơi với nhau. Bây giờ mình mới thấy việc mẹ cứ suốt ngày đi vắng là rất hay. Nếu mẹ hay ở nhà, có lẽ chẳng bao giờ đi chơi với anh ấy được như thế. Mẹ mắng chết. Vì mẹ bảo cái bọn đàn ông đều một loại cả, đừng nên tin ai. Mình thì thấy ai cũng đáng tin hết, nhất là anh ấy. Ngày, tháng. Cái Cúc xoe nó nói: anh chàng của cậu được đấy, trông giống chàng lốt lắm. Tớ thì thích loại đàn ông phải có 2 bộ mặt, vừa tử tế vừa đều già thì mới quyến rũ. Chàng lốt của cậu tớ thấy gian gian. Mình chẳng nói gì. Gian, đều hay tốt mình cũng không quan tâm nữa, chỉ biết rằng anh ấy là người tuyệt nhất trần gian. Tôi là người. Đầu bỗng đau bốt. Bỏ quyển nhật ký của con gái ở đó, tôi đi ra sân. Mùa đông năm nay lạ lắm. Ban ngày thì nắng, đến tối thì gió lộc lộc như mùa hè. Tôi cảm giác như mình đang bắt đầu đứng cuối con đường, nhìn thấy con mình đang dẫm chân lên những nơi mà tôi đã đi qua, nhưng không ngăn nó dừng lại được. Thời gian trôi đi nhanh thật, thoáng một cái con gái đã biết yêu. Mới ngày nào nó còn lấm chấm chạy bằng đôi giày đỏ ra khỏi bệnh viện khi con bị viêm ruột thừa. Bà kế toán cùng phòng nói với tôi: "Thương lấy nó một tí em ạ, dù sao nó cũng là con em đấy. Bây giờ thì em chưa thấy cần nó đâu, nhưng sau này lúc nào đó nó sẽ là cái gậy cho em chống đấy." Lúc ấy tôi chỉ cười nhạt và không buồn tranh cãi với bà ta. Hóa ra bây giờ cái sự đó cũng gần đến rồi. 11 giờ, đồng hồ nhà hàng xóm đong đưa thả nhịp, con gái vẫn chưa về. Thì ra lâu nay nó đã đi và thường xuyên về muộn. Tôi lại không hề biết, vì tôi cũng thường về muộn sau nó. Lòng tôi nóng như lửa đốt. Chẳng có một lý do gì để nó có thể về khuya đến như vậy được. Xung quanh hàng xóm ngủ im thin thít, đường vắng hoe hoắt. Tôi quay vào nhà, đến gần bàn học của con gái, định ngồi xuống, nhưng tự nhiên cảm thấy hãi hãi trước những gì con ghi trong sổ. Thôi, thà không đọc nữa còn hơn là phải biết những gì khủng khiếp đang xảy ra với con mình. Tôi hồi hộp đợi nó về, cứ như đang chờ người yêu. 11:30, con đã về. Mặt nó nhợt nhạt phấn son, tóc nó bông lên đằng sau, chứng tỏ có bàn tay nào đó sới vào đó. Nó cụp mắt xuống, tránh ánh mắt của tôi. "Thôi, xong rồi con ơi, mẹ đã qua những gì mà con đang đến." Không bao giờ chỉ nói chuyện và cười đùa lại nhạt cả son phấn như vậy. Tóc thì lại rối lên như thế kia. Tôi cay đắng nghĩ và nhìn con. Sao tôi thương nó thế không biết. Vội vã thế con, cuộc đời còn dài lắm, mà những hoan lạc con người ai cũng phải trải qua thì ngắn vô cùng. 24 tuổi mẹ mới biết thế nào là hạnh phúc, thì lập tức một chuỗi đau khổ kéo theo. Thế mới hay, ai cũng nhem nhẻm nói rằng mọi thứ ở đời đều có giá của nó, hoặc trồng cái gì thì ăn quả đó, gieo gì thì gặt đấy. Nhưng tôi có gieo gì đâu, mà sao đời tôi gặt toàn cỏ dại. Chẳng lẽ một phút siêu lòng mà lại khốn khổ đến thế này sao? "Con xin lỗi mẹ, con đã để mẹ phải chờ." Nó lúng búng nói trong miệng. "Vui không con?" Tôi hỏi nó và chỉ muốn ôm nó vào lòng. Bỗng nhiên nước mắt dâng trào. "Cũng vui mẹ ạ." Nó trèo lên giường và chui vào chân, quay mặt vào tường. "Sao lại cũng vui? Phải rất vui chứ." Im lặng rồi tôi hỏi thêm vài câu nữa, nó đều không trả lời. Tôi lại giường, đặt tay lên vai nó. Nó quay mặt ra ngơ ngác, chứng tỏ từ nãy đến giờ nó không hề nghe câu hỏi của tôi. "Gì đấy mẹ?" nó hỏi, mắt tròn xoe. Tôi lặng người nhìn nó. Xong thật rồi, con gái tôi đã thành đàn bà thật rồi. Cái mặt nó ngây dại vì hạnh phúc, và ánh mắt nó như người có lỗi, ngượng ngùng và đờ đẫn. Đấy là ánh mắt của tôi mười mấy năm về trước. Lúc ấy tôi như đi trên 9 tầng mây, 10 tầng gió. Tôi không nhìn ai hết, không biết ai hết, ngoài việc là tôi đang hạnh phúc. Tôi vừa bước vào thiên đường của đời người. Người đàn ông đầu tiên trong đời đã mở cho tôi và đã dìu tôi vào đó. Người đàn ông ấy vừa mở cửa để cho tôi kịp thấy những vòng hào quang của nỗi đam mê, thì ngay lập tức sau đó 6 tháng, anh ta dẫn tôi đến một cái hang sâu hun hút, rồi đẩy tôi vào đó cho đến tận bây giờ. Tôi tự hỏi, không biết ai đã mang mất khuôn mặt đợi chờ của con gái tôi và trả cho nó khuôn mặt đàn bà, vừa đầm thắm vừa non nớt của cô bé mới tuổi 16. Nó đã đến tuổi thành niên đâu cơ chứ. Tôi đau đớn nhìn con mà nước mắt trào dâng. "Mẹ ơi, mẹ làm sao thế?" Nó hoảng hốt, khuôn mặt đã trở lại bình thường. "Mẹ không sao." Tôi quay đi, không muốn con gái nhìn thấy mình khóc trước mặt nó. Đấy là một hành động hiếm hoi của tôi. Tôi lặng lẽ bước ra sân. Trong mùa đông lạnh lẽo hắt ánh sáng từ đâu đó, người tôi lúc nóng lúc lạnh, rồi bắt đầu run lên. Con gái đứng sau lưng. Mẹ ơi, mẹ vào nhà đi. Con xin lỗi đã làm mẹ phải buồn. Con yêu người con trai ấy lắm phải không? Tôi hỏi. Im lặng. Rồi một lúc nó khẽ trả lời. Vâng ạ. Con nhớ anh ấy lắm phải không? Vâng ạ. Lâu chưa? Gần 4 tháng. Nó có vẻ đỡ sợ hãi hơn. Tôi hỏi tiếp. Con và anh ấy đã đi quá xa rồi phải không? Lại im lặng. Kể ra khi bắt đầu hỏi đến câu đó, tôi cũng nghĩ là con gái không trả lời được. Không một người đàn bà nào trả lời được câu đó cả. Con năm nay mới 16 tuổi, sao con vội vàng thế? Tôi cay đắng hỏi nó. 2 năm nữa chúng con sẽ lấy nhau, khi ấy con đủ tuổi để lấy chồng rồi. Nó hớn hở hẳn lên. Đấy, chẳng lẽ là tất cả cuộc sống của con hay sao? Tôi hỏi, tim tôi đau nhói. Đấy là thiên đường mẹ ạ. Nó ngẩng đầu nhìn tôi, mắt lóe sáng. Chúng con sẽ đi làm, sẽ chỉ có nhau và những đứa con sẽ không bao giờ phải buồn như mẹ. Tôi im lặng, người lạnh ngắt. Con tôi bước vào cái gọi là thiên đường của tôi cách đây 16 năm. Lại vẫn như vòng hào quang như tôi đã gặp. Đến lúc nào sẽ là một cái hang sâu hun hút. Chúng con sẽ ở cùng mẹ. Mẹ sẽ không phải buồn vì được làm bà ngoại của một lũ cháu. Nó vẫn say sưa. Còn tôi thì cảm giác như đang hóa đá. Thiên đường, hình như ai trong đời cũng đã từng đặt chân tới đó. Chỉ khác nhau là thiên đường của họ là cái gì và đem lại hạnh phúc cho họ ra sao. Có người thì chạy hết thiên đường này đến thiên đường khác. Có khi vừa lao vào rồi lại chạy vọt ra ngay vì kinh hãi. Tôi đã từng gặp một người đàn ông và một người đàn bà từ thiên đường về. Anh ta ngồi trước mặt tôi, bên cạnh là một người đàn bà. Người đàn ông mặt bạc phách, tóc tai dựng tứ phía, môi nhạt thách và đang ngấu nghiến nhai. Ông ta ăn như bị chết đói hàng thế kỷ, hai con mắt thì đờ dại. Những sợi phở thì thun thút chui vào miệng anh ta, kèm với rau sống, cà chua. Cứ như thể trong bụng anh ta là một tảng nam châm và các đồ ăn là vụn sắt hút vào nhau vậy. Ông ta ngồi ăn ngon lành, còn người đàn bà thì ngược lại, mỏi mệt, ngơ ngác và không đói. Bà ta chỉ ngồi ngáp vặt. Tôi hỏi, hai người đi đâu về mà mệt mỏi thế? Người đàn bà gượng cười, nụ cười nhợt nhạt như mếu máu. Người đàn ông tiếp tục nhai nốt miếng dở, nuốt đến ực, rồi tấp một ngụm rượu khà một cái rồi nói, vừa lên thiên đường về. Rồi ông ta lại tiếp tục ăn, như thể cái thiên đường ấy nó vặt trội hết mọi sinh lực của anh ta vậy. Tôi cười rồi hỏi, vừa lên thiên đường về và bây giờ thì ở đâu? Địa ngục. Anh ta lẩm bẩm, miệng vẫn nhai. Về sau này tôi có gặp lại anh ta và người phụ nữ ấy. Họ lấy nhau. Hai bên đều bỏ vợ, bỏ chồng, vì cái gọi là hậu thiên đường nó cứ to dần lên trong bụng người phụ nữ. Người phụ nữ thì trông nhàu nát hơn, giống như một nắm rẻ lau. Rồi họ đẻ ra một đứa con, quặt quẹo, vì bố mẹ của chúng cũng mệt mỏi lắm rồi. Mẹ ơi, mẹ vào ngủ đi. Mẹ không ngủ được. Con gái im lặng và quay vào. Xa xa có tiếng gà gáy lê te. Trời cũng đã gần sáng rồi. Tôi trở thành một người khác. Hình như cái sự già nó sập xuống với tôi. Tôi không còn chơi trò ố tim với nó nữa. Mọi tâm trí, nghị lực và sức chịu đựng tôi dành cho con gái. Tôi sợ tôi không thể yên tâm ở cơ quan đến chiều và đi thông tầm đến tối như trước nữa. Lúc nào tôi cũng tưởng tượng ra cảnh con gái tôi 16 tuổi, nước mắt nhòe nhoẹt trên mi. Anh ấy bỏ con rồi. Hoặc con sắp chết rồi mẹ ơi. Lúc nào tôi cũng chỉ thấy nó đang bò từ bờ vực này đến bờ vực khác. Những vũ trường, những ánh đèn, làm cho tôi kinh hãi khi nghĩ rằng con gái mình sẽ ở trong đó. Tôi thường về nhà sớm, tối thì không đi đâu nữa. Con gái hỏi tôi, sao dạo này mẹ không đi nhảy nữa? Tôi trả lời, mẹ mệt rồi. Nó hơi lạ lắm và hơi khó chịu nhìn tôi. Đã đến lúc nó không cần sự có mặt của tôi nữa rồi. Nó tưởng rằng đôi chân của nó đã cứng cáp lắm rồi. Tôi đau đớn cầm cuốn nhật ký lên. Ngày, tháng. Hôm qua mình và anh ấy đi chơi. Mình phải nói dối mẹ là đi mua xà phòng thơm. Vào đến cửa hàng toàn những bánh xà phòng 6-7 nghìn. Mình mua một cái bánh rét, mùi nó hăng hắc nhưng lại dễ chịu. Anh ấy trả lại cho chị bán hàng và chọn cho mình một cái bánh xà phòng gì ấy. Nó to hơn cả bánh rét, cứng đanh, không có mùi thơm. Mình chưa dùng loại đó bao giờ. Bánh xà phòng anh ấy lấy có 2,5 nghìn. Anh nói nó vừa to vừa bền lại rẻ. Chiều anh ấy mình cũng đồng ý mua. Lúc mình đưa tờ 10.000 thì chị bán hàng trả lại 7,500. Anh ấy giơ tay cầm lấy và đút ngay vào túi. Mình hơi ngại nhưng không dám hỏi, vì có thể anh ấy quên. Chỉ sợ nếu mẹ hỏi không biết trả lời như thế nào. Rồi hai đứa ra bờ hồ ngồi. Mình thèm ăn bánh chuối. Anh ấy nói, ăn vặt làm gì, chua mồm. Anh ấy ôm mình chẳng thấy chuyện gì quan trọng nữa. Ngày, tháng. Anh ấy biến đi đâu 2 ngày, rồi nói với mình, anh cố gắng thu xếp công việc càng sớm càng tốt. Anh sẽ nuôi một đứa, còn mụ vợ nuôi một đứa. Anh sẽ đấu tranh với mụ vợ để chiến thắng. Mụ ta sẽ phải bật xới khỏi nhà và tay trắng. Rồi anh ấy sẽ lấy mình. Sao mà anh ấy khổ thế nhỉ? Ước gì mình có thể chia sẻ cho anh ấy được. Ngày, tháng. Sáng nay hai đứa đi ăn xôi. Bà bán xôi nói, hai bố con ngồi đây ăn xôi đi. Anh ấy bực bội và nói, bà ấy là mắt chó giấy. Mình cố gắng lắm, chỉ ăn được 500. Mình thích ăn bún riêu. Anh ấy thì dứt khoát là không ăn. Anh ấy nói, cái rong ấy ăn chỉ đầy bụng và trông đói. Ăn xôi cho chắc dạ hơn. Mình đưa 5.000 trả tiền xôi. Hai đứa ăn hết 2,500. Anh ấy bảo bà hàng xôi cứ giữ lấy, mai ăn tiếp. Mình thì thế nào cũng được, miễn là anh ấy vui vẻ thôi. Tôi run rẩy đứng lên, trống tránh và quay cổ. Sao lại thế hả con? Con lú mất rồi. Tôi phải làm gì bây giờ hả trời? Không phải còn đang chập chững ở miệng vực nữa, mà con tôi đang ở trong vực rồi. Bao giờ thì chìm xuống đáy đây? Giống như một người điên, lại giống như kẻ bị mất của, cũng như người đánh xổ số, chỉ chệch một số cuối cùng là giải độc đắc. Cuồng điên, tiếc nuối và bất lực, tôi lao ra đường. Những khuôn mặt chạy ngược lại tôi, nhạt nhòa. Ai cũng mang khuôn mặt con gái, chỉ có điều đấy không phải là khuôn mặt đợi chờ, mà là khuôn mặt của một đàn bà. Người đàn bà 16 tuổi. Những hàng cây, những nẻo phố và người đông đúc. Con tôi đâu? Bên những người đàn ông một vợ hai con, chỉ thích ăn xôi cho chắc bụng, lại còn bòn rót từng đồng một. Ấy vậy mà con tôi ngỡ rằng nó đang ở thiên đường. Mẹ ơi, mẹ đừng đi guốc cao thế, ngã thì làm sao? Không, mẹ không ngã đâu. Mẹ ơi, mẹ làm thế nào mà xinh thế? Mẹ chẳng làm gì con ạ. Mẹ ơi, mẹ đi chơi với con nhé. Không, mẹ bận rồi. Con tôi ở đâu? Giữa phố đông mịt mù, người và xe. Mạnh ai người ấy sống, bởi gánh nặng của kiếp người đè ập lên vai. Có một phải có hai, có hai phải có 3, 4. Hôm nọ, nó về thay quần áo, tôi lấy đi giặt. Chợt sững người vì mở quần áo của nó ra, đầy mùi khai của nước giải của trẻ con. Tôi hỏi nó tại sao, nó nói, con anh ấy ốm, con phải đến để trông đỡ, vì anh ấy không thể nghỉ làm. Nó còn hãnh diện mắt sáng lên bảo rằng thằng nhóc quấn nó lắm, và con gái tôi cảm thấy đứa trẻ như con trai của mình. Tôi cảm giác nó đang ngồi bên cạnh người đàn ông, hắn ta nhếch nhác trong bộ quần áo màu gạch, bẩn thỉu và hôi hám. Hóa ra, đàn bà ai cũng có những khả năng giống nhau: yêu đương, ghen tuông và cuồng dại. Mẹ ơi, ngày sau con có phải khổ như mẹ không? Mẹ có khổ đâu. Có, mẹ khổ. Đêm nào con cũng thấy mẹ khóc. Ừ, thì mẹ buồn mẹ khóc. Bố làm cho mẹ buồn hả? Con đừng có nhắc đến người đàn ông khốn nạn ấy nữa. Không, đấy là bố con. Lúc nào con cũng đợi bố về. Con ơi, con ở đâu? Sao khổ thế hả con? Ai cứu con tôi bây giờ? Ai giúp tôi lôi nó ra khỏi cái thiên đường địa ngục đó bây giờ? Mắt tôi bỗng đập vào một rừng hoa. Còn nhớ, năm 24 tuổi, tôi và người tình đầu tiên lách chiếc xe đạp từng chút một, rớt dòng người, chân chôn chặt dưới đất. Nhưng ai cũng ngửa cổ lên trời để xem pháo hoa. Từng chùm hoa lắc rắc trên bầu trời tím ngắt. Tôi ôm lấy anh như nuốt từng vì sao rơi rụng, như muốn hét lên vì hạnh phúc. Bây giờ những chùm hoa đó lại trở về. Chỉ có điều nó không rụng từ bầu trời tím nữa, mà nó ùa thẳng vào mặt tôi. Tôi không biết gì nữa ngoài cái cảm giác tất cả đều tan biến hết. Con gái, người đàn ông thích ăn xôi, uống cà phê trong lúc yêu đương, lúc nào cũng chỉ cà phê. Những chùm pháo hoa, thiên đường tuổi 16, chẳng còn gì ngoài sự hư vô. Bầu trời pháo hoa vụt tắt và mở ra hun hút một vực sâu. Cô gái ngẩng mặt, khẽ rùng mình. Anh, làm em tắc thở rồi. Gì mà tham thế? Có tiếng vang từ tivi của nhà chủ. Mời nhận dạng. Công an quận thông báo vào hồi 6:34 ngày có một vụ tai nạn xe cộ xảy ra trên đường. Nạn nhân là một phụ nữ trên 40 tuổi, mặc áo màu, xe đạp mini, chân đi giày, không mang giấy tờ tùy thân. Ai là người nhà mời đến đồn công an nhận diện và làm thủ tục. Cô gái vội đặt tách cà phê xuống, nhưng người đàn ông cũng vừa tập xong tách cà phê của mình và choàng tay ôm lấy cô gái. Cô nhắm nghiền mắt, say lịm đi, không nhìn lên màn hình. Phải chăng đó là điều may mắn cuối cùng của cô trước khi bước vào Hậu Thiên Đường? Noel năm 1992. Tác giả Nguyễn Thị Thu Huệ. Chương trình đến đây là kết thúc. Chúc cho khán giả của An Lạc Radio sức khỏe, bình an, vô lượng phước lành. Hẹn gặp lại chương trình lần sau.